rồi. 500. Ông hiểu, ông nghĩ đi. Ok. Ây da. Lắc quá. Ngu chi. Đó, trời trời trời. Thấy chưa? Thấy chưa? Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình đã không nốt rốc với anh đây. Đây có ngồi lục bảo. Ngày nay mình sẽ chơi tất cả quả TNT. À, này vô nhà. Thôi thôi đợi, Thanh Kiều ơi, Thanh Kiều vô đi, Thanh Kiều. Ừ, đã. Ông mà chàng nói tôi hút game luôn. Ok các bạn ơi. Nữa chưa, chưa, chưa. Thấy chưa, vẫn vậy à. Trứng nào tặng mấy à. Ông cái gì? Gì đây? 20 nè. Mình thử. Thằng nãy lì quá ta. Gì đây? God team tì. Trời ơi ơi, bơm hạt nha. Là chúng ta sẽ đợi gũ bà Châu Châu xuống đó thì chúng ta sẽ thử. Thôi tôi chạy xuống đây, tạm biệt. Ok các bạn đó, các bạn thấy không? Ở dưới là những bó bơm. Rồi, banh máy tới đây rồi. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Mình gắt lắm. Gì hai thằng bị sai. Ây da. Rồi, đứng dếm nổi luôn rồi, rồi. Banh hết rồi. Ai mà còn hơi đánh chơi nó hoài luôn cái này. Rồi, lại xíu đi. Trong này lắp banh máy luôn rồi nè, lại xíu. Cho nên tao phải đi xa xa nha chút đây. Ê, thằng bị sai này, nó vô duyên không đó, thật sự. Kêu đỡ, đỡ, nhấn kẹt à, thật sự. Nó đỡ, nó kẹt. Thử gì? Thử xe. Thử xe. Rồi. Rồi, trong này mình đỡ, đỡ thử trên TV. Mình thử sao, đỡ sao nổi. Ừ, đúng rồi. Ừ. Con mày hoang. Ok. Dạ, các bạn thấy không? Nó rất là hỗn loạn. Ok. Và chiếc chiếc bắt đầu. Các bạn nhớ đăng ký. Nhắn cho bên cạnh là xì cho kênh nằm ở nhà. Các bạn hãy nhớ là đăng ký cho hết làng với em nhé các bạn. Ok, bắt đầu nào, bắt đầu thôi. Lên lên lên. À, này trong bơi chơi. Này mà gác trong bơi chơi. Là không có cái cây này đâu. Không có cái cây bạch đằng ngã đâu thật sự. Gì đây? Sao quá tin ti. Rồi. Đến quả. Dạ, ông sẽ dạy từ quả 500 đến cái gì? Tên là T, là T. Tên quả 2. Đến. Ừ. Tên quả free. Ừ. Quả đúng rồi. Ừ. Quả hình mặt cười. Ừ. Ủa vậy hả? 5. Dạ. Tên quả cây cúp. Không, cái này quả anh nãy thêm cái quả free màu cam. Quả hạt nhân. Quả flash. Ok, ông hứa chứ hết rồi đó. T, 100. Ừ. Quả gót. Quả 50. Quả tên là T. Ồ, dương. Wow. Dương hoa à lộn. Gừng hoa, một đống hoa luôn. Anh Kiều ơi, vô đây. Vậy. Đó ông nhìn kìa, một vườn hoa, một gừng hoa mới đúng. Một tiết nữa. Nó có tiết luôn. Rồi. À, nó còn đốt nữa chứ nó mới chịu. Anh Kiều vô lâu quá. Lâu lắm. Không khi la bùm ma la bùm. Ô, ê, tôi lỡ gần cái tổ ông, cái mấy ông hiện ra luôn. Wow, mấy ông này chắc hưởng thụ đã. Ủa cái gì xong? Hoa nhiễu với ta. Xe tăng hình. Bây giờ mày muốn xe tăng hình hay muốn xe tăng hình? Rồi nó kỳ tăng. À. Nhiều tiếp. Ủa. Thôi chiêu. Thôi mày ra không game bên đây, vậy xem bên đây. Ủa. Ê. Rồi. Oh. Ồ oh, các bạn ơi, cái quả TNT này à, nó. Mình ơi, tôi bay lại cái này. Ok. Mình làm nghiệm nè. Ừ. Thí nghiệm gừng hoa ha, ra chút khác đi, gừng hoa ăn đẹp mà. Tao quá đáng ghét. Ừ. Tao thích làm cái này à. Tôi có xe làm. Ê. Ê, nè tôi có thí nghiệm lại đây. Đây. À, lấy cục cứng nhất rồi. Chúng ta sẽ xây một căn nhà. Sau đó thì mình sẽ ở sao trong đó. Ở cái gì? Sao mày biết nó mạnh cái nào? Không biết nữa. Thử coi cái máy của tôi có chịu đựng nổi không? Đi vô đi là mày chỗ đó là tao làm hỗn loạn nãy giờ đó đó. Ok, rồi đó. Nãy tôi đạo này. Đợi anh Kiều lâu quá. Chưa thấy những cái quả mà tao đã chẹt. Mình thấy rồi. Ừ. Ai tao đã chưa chẹt hết tôi đâu.
Nè đây nè, như quả nè. Hay lắm. Nó hay lắm. Không, phải thứ trái bom nhỏ nhất. Rồi, ông để bên ngoài đi, tôi ở trong đây. Tụi mình sẽ chín xuống tôm. Cho hai bay lại chung nhau đó. Rồi sao lắc vậy? Vậy. Chuẩn bị quả 500 đầu tiên. Ừ. Cái gì đây? Rồi. Quả 500 đầu tiên nè. Kích nổ. Dính kích nổ. Ừ. Gì vậy? Nó chuẩn bị ra một cái hộp. Ông đặt sao? Thôi. Đó. Đó thiệt á. Ôi giời, nhìn kìa. Đâu? Nó nhảy trên sông hả? Đâu? Đâu? Thấy không? Đâu? Cái chỗ mất tiêu không? Quán chưa? Chưa hết tắt nữa. Ừ. Wow, các bạn ơi, quả 500 mới có quả đầu tiên hả các bạn? Ừ. Thôi, ngôi nhà nó nguy hiểm quá. Ai để... Ê, ngôi nhà nó nguy hiểm quá. Ra xa. Thôi. Rồi, giúp tôi thử quả. Đó, rồi thử đi. Ừ. Thử đi. Rồi. Rồi. Anh kéo rồi. Ừ, nó nổ. Nãy giờ không chơi là con heo mẹ rồi. Nó nổ bự ghê. Nó nổ quá tờ bự. Ở trong này. Ê. Ê. Ở chỗ này lắc quá. Cái vụ nổ vậy, cái vụ nổ. Ê. Rồi, thấy chưa? Ok các bạn ơi. Mình đang chạy xa. Ê, quả màu xanh. Ok. Rồi. Xa. Ôi, nó cũng bự lắm nha. Ok, tiên các bạn thấy được gì. Nhưng mà mai mình lắc như này mình sẽ không được ăn. Khoan, đợi nha. Chuẩn bị tới quả. Đơn. Thằng bị xa này, nó gấp kìa. Ủa, đò. What? Cửa gì đây? Tao kéo bên thư luôn á. Dạ. Ủa, con, ủa? Trong cái này có con nào gà chưa ta? Chưa. Chưa đúng không? Chưa, đúng rồi, chưa. Cái tổ nha. Gà. Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị gì? Tôi đâu thấy gì đâu. Cái tổ đi. Đâu? Anh Kiều ơi, tôi bơi lại. Anh Kiều ơi. Tôi bơi anh hai lại cái. Chưa. À! Ôi, tôi tưởng đâu. Rồi, nhanh xuống. Ừ. Thấy chưa? Thấy. Rồi. Rồi, lỡ đặt ngu. Hai quả bom luôn. Rồi, đi xe ra. Ok, các bạn dẫn hết cái bó bom nha các bạn. Rồi. Nó cũng bự ấy. Nó cũng bự ấy. Ừ, nó yếu thiệt á. Chữ N sao? Ông nói rõ coi. Ai, một xem không hiểu. Một chút ông đặt quả bom đi bẩn cuối cùng. Lên đây nha. Ừ. Rồi. Ok. Ba lên cao. Rồi, nhỏ xíu. Ôi, sao nhỏ vậy? Cái quả này với dành đốt nhà thôi. Ừ. Cái quả cầm em lắp. Ồ, ai cầm lắp nguy hiểm nha. Nghe cầm em lắp cái kia. Rồi, chuẩn bị nè, chuẩn bị nổ nè. Rồi rồi. Cái con nó gái gì? Đây. Ủa, nó gái gì đâu? Gái gì vậy? Ủa, sao gái cái nịt không vậy? Ờ, cái nịt. Cái nằm nó lắc quá mà nó bị không thấy. Ừ. Để mày chạc lỡ ơi. Cái chuyện nó nổ bự quá. Ê, tôi thấy rồi, tôi thấy mấy bông hoa nó bị gớt rồi đó. Ủa. Nó nổ để giúp cho người chơi chết nhanh hơn thôi à. Có gì đâu. Ok. Nhân năm hả? Ok. Ba ga. Chắc vậy á, kèn heo chết kìa. Rồi. Bự cái gì đâu? Rồi. Bự thiệt. Bự. Ok. Nãy giờ tao thử là phân nửa rồi đó. Tiếp theo nha. Tiếp theo đi. Quả bom nguyên tử, bom hạt nhân cuối cùng đi. Ok, quả bom mà phun ra lửa ha. Ừ. Ok luôn. Tao sẽ chiều bay. Bom hạt nhân là cuối cùng hiểu chưa? Thấy tao không? Hãy. Rồi bây giờ tao lên đây tao thử nghiệm. Rồi. Rồi. Tiếp theo là quả bom cây cúp. Cây cúp. Ok, rồi ông đặt đây. Tôi đang xem. Nói chung là mình là cái này nhìn xa cho nên mình thấy quả bom cho lắm. Rồi. Ờ, cái này. Đúng rồi, cây cúp nó đào thì nó đào mà nó đào cũng có nguy lực. Tiếp theo quả. Nó cũng có kinh nghiệm chứ bộ. Ừ. Rồi chẹt. Thấy bị sai lắc hạt đấy. Ừ, nó cũng bự hạt. Nó cháy gần luôn á kìa. Ủa, nó cháy gần hả? Ừ, đúng rồi, cháy hạt. Rồi. Tụi nó hay miếng quả.
theo. Đặt ở chỗ bằng phẳng, đừng đặt ở chỗ đó. Bằng lắc ra cái gì vậy? Quả bơm gì xanh lè xanh lét à? Ơi. Dạ. Nó sẽ nổ vậy chứ. Ừ. Nghị lực. Nghị lực. Nghị lực bị tan thành mấy khối. Ừ. Bơm thường hả? Không. Nó như bơm bình thường chứ nó là một dạng bơm cũng là nguy hiểm. Đâu đâu có gì đâu. Đặt đi. Ủa? 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 Có cái gì? Có cái này đó. Bơm gì đâu mà si. Theo là bơm nhân 100. Rồi, 3k 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 3k. À. Bơm màu gì á? Bơm màu xanh. Dạ. Nhân 100 thì con. Thấy không? Rồi. Ok các bạn, đây là quả bông màu xám khi nổ nha các bạn. Nó cũng to lắm. Bị lắc quá. Ừ, bị lắc thiệt. Nó khoét hay là cho tôi bay xa. Ê, bay ra chỗ khác thử. Thử quả bơm khác đi. Bay ra chỗ khác. Ok. Chỗ đó lắc rồi. Ờ, chỗ đó lắc rồi. Đi thôi. Đi thôi. Nè, tôi đang bị lắc nè, nhờ nhờ mấy quả bơm của ông đó. Ồ. Ủa, mày kêu. Gì tích. Mày kêu cho đã rồi vậy. Ừ. Cái lỗ nè. Rồi đi được rồi. Ở đây hả? Ok rồi được rồi đó. Thử đi, thử đi, thử đi. Thử ở di tích. Cái cục kia. Ừ. Ok. Đỡ quần tiếp đi. Ừ. Rồi. Ừ. Cái gì vậy? Thử có bơm gì vậy? 50. 50 hả? 50 nhỏ hơn 100. Nhỏ 10 nhỏ hơn 100 mà. Nhưng mà di tích nó nổ thì nó chẳng chưa biết. Tôi sẽ tàn hình. Tới cái cục mà này đi. Ồ, nổ kìa. Ôi giời. Gì vậy? Gì vậy? Ồ, nó cũng lớn thiệt. Ai, bay sao. Bảy màu luôn các bạn ơi, qua mấy màu luôn. Chưa, đừng chẹt. Đừng chẹt cho tôi lại. Đâu. Nó chẹt luôn rồi. Mày nó lắc cái mày. Hả vậy nó đứng máy luôn. Rồi. Các bạn ơi, mình bị lắc lắm rồi. Trời ơi, nó bự dữ vậy. Ây da. Chắc các bạn cũng thấy sơ qua rồi. Rồi. Chưa thấy cái gì luôn. Đó thấy rồi đó. Dạ. Rồi. Tôi cũng thấy. Tôi đang thấy nó tận hình. Tôi chưa thấy gì hết. Nó lắc tay máy mày thấy sao nổi. Tôi nói thiệt nha. Cái này là nó khó chịu quá. Đâu. Không thấy gì luôn á. Nó cũng cục chà bá. Tự nhiên bị hấp xuống. Oh my god. Bự. Ra chỗ khác tiếp. Ok các bạn đã thấy một cái dính nước rồi đó nè. Ừ. Rồi tôi chưa ngu tôi lại đây rồi. Rồi. Mọi người nhớ tôi bay tôi nha chứ giờ đang bay. Tôi đang bay một cách không thấy nào. Các bạn ơi, nó to hơn bình thường. Bên ta chạy ra một cách chưa rất là vui vọng. Ừ. Tại hồi nãy tự nhiên rớt xuống rồi không chẹt luôn. Kêu khoan chẹt không. Ê, nó bự thiệt á. Ừ. Là hàng quy sai này nó gấp gáp quá à. Rồi lắc tao bay thôi. Quá thú hồn. Ây da, dân lắc chi. Ê, chỗ tao hết lắc rồi, tao bay tao đi. Gần chỗ đó ha. Ủa, dân lắc nha. Tao bay tao đi. Nãy đi xuống. Không. Vậy. Chỗ tao lắc nè. Ủa, sao đi xuống nhắn là. Còn lắc. Cháy gừng. Ủa, rồi ok. Nào hết lắc rồi. Ừ, nó nằm hết lắc rồi. Đúng rồi, hết lắc rồi. Rồi đó. Rồi, bắt đầu. Tiếp theo quả tên là. Chưa, đừng chẹt, đừng có chẹt. Để xíu, đừng có gắt. Ừ. Chưa. Đây các bạn, đây. Đây chính là quả tiên ti nha các bạn. Đó, gắt là. Là anh kiểm phát, ừ. Rồi. Rồi, ok, mình coi nha. Nổ có bao bà lóc rồi. Gì vậy? Rồi. Ê. À, quả này là chỉ cho giúp người nó nổ thôi. Còn cái quả nguy hiểm nhất. Nào. Đây ơi, đừng chẹt. Đây các bạn, đây các bạn, đây chính là quả cuối cùng nha các bạn. Đó, quả hạt nha. Rồi, quay chưa? Rồi. Chưa? Quả này nổ chung với cái quả này là mới vui. Vậy. Tài ơi. Rồi, ông cứ chẹt đi. Chúng tôi sẽ tưởng niệm. Rồi. Cái gì? Các bạn ơi, nó lắc lắm rồi. Ê, đi xa mà vẫn lắc. Ủa gì hả? Đi xa mà vẫn lắc. Kinh khủng vậy? Đi xa rồi. Rồi. Bị sai ơi. Ông chơi ngu rồi. Ừ, là
Rồi. Rồi, ở nổ qua. Đây, đây, đây. Đây các bạn, đây. Rồi. Chưa. Đi sai, đi sai, đi sai. Thằng bị sai bị dính trưởng. Bay xa nào. Rồi. Rồi. Rồi, thằng bị sai. Chó này. Thật đi. Thật đi. Cái gì á các bạn ơi. Lắc quá. Anna cũng vậy luôn rồi. Ok. Mừng quá. Oh, mừng quá. Rồi các bạn ơi. Quả bơm hạt nhân. Nó chỉ làm cho cháy gừng thôi các bạn ơi. Rồi tụi mình thử nhớ cái mod quả tiên tiên nhắc khác nha các bạn. Ok. Hôm nay các bạn ơi, đây. Tụi mình sẽ xem chơi tiên tiên nữa, chúng mình sẽ chơi Gun tiên tiên. Ok. Rồi. Rồi một chút cho tôi vô coi mấy trái tiên tiên coi được không? Không có, cái này là cha, cái này. Này là chạy. Này là tiên tiên. Vãi lẫn nhau được á. Rồi. Đâu, coi coi. Nhìn đi. Nè, cái gì nè, cái gì đó. Là sao, là chạy thôi. Rất là đơn giản, vô đi, họ hiểu à. Đặt bơm. Ừ. Không. Đặt bơm hạt nhân. Nhìn thấy mày. Rớt xuống. Kinh dị quá. Kinh dị quá. Ai mượn cái điện thoại. Nhiều cái chủ đích. Dạ. Ủa, hai người có hai con hú đấy cửa, còn tôi không có gì hết, tôi là một thằng da đen. Ông chỉnh cho đánh được. Rồi đó. Đâu. Chỉnh tất cả ngay dương miệng. Không. Chỉnh chị. Mày này, cái này có làm gì vậy? Đâu, đâu đánh được đâu. Thiệt. Gì đây? Mình đang chơi tên tiên cool nha các bạn. Là chạy khỏi thuốc nổ hay là chạy khỏi bom nổ. Ơi. Rồi đó, đó. Ok. Gì gì đây? Ai đọc? Ai học tiếng Anh thì đọc đi ha. Vô nè. Gì? Bấm chữ start. Đâu? Này hả? Không phải chứ, cái màu xanh á. Ừ. Ok, rồi chơi. Chơi chơi. Gì đây? Thằng bóp nào? Ừ, Thanh Kiều xong bấm vô. Biết hay là ai ghét? Biết hay là ai ghét? Ê, nó chơi tên này không có phát ra kìa. Vậy? Tôi tự cho mà. Ờ. Thôi, mình chơi biết ai gác đi. Mình chơi cái này nè, bên đây nè, đây nè. Rồi, rồi. Ba. Dạ. Rồi, chuẩn bị rồi. Hớp ba thằng nha. Chạy. Đúng không? Có gì đâu, go. Chạy. Mình chết luôn rồi. Cái này là chạy hớp hớp giác nè. Rồi chết luôn. Cái này có thể hớp ba lẫn nhau. Anh Kiều ơi, đứng lại nào. Đứng lại, mày đứng lại cho tao. Rồi. Dạ, chết đúng không? Ủa, chị thương viên. Ủa? Ủa cái gì vậy? Chơi vô này hả? Ủa chết rồi mà. Chết. Chết, chết. Ủa đúng rồi. Thôi, chờ bên anh kêu mất. Smart led đi. Dạ. Dạ có vụ gì xảy ra? Ủa sao? Smart đó. Rồi lỗi luôn, thấy chưa? Thấy chưa? Ủa sao tôi bấm mà, ủa? Đã chị đi. Ủa, ok rồi, tôi ra rồi. Ủa, tôi nhanh nhanh lại mà. Tôi theo dõi luôn này. Tôi coi nha mọi người. Bị sai một win là sao ta? Chát. Ủa. Khóa được, khóa được. Rồi, rồi, cái này, hết. Rồi. Đừng bấm bừa. Bấm bừa là thôi, bên khác rồi đó. Đi đâu? Không bấm luôn. Ừ. Rồi, lỡ game. Chưa, khoan, chưa lỡ. Nhìn. Đó. Cái gì vậy? Cái game bị gì? Game bị điên gì? Game phốt gì? Game in phốt. Là sao? Là mày cút ra. Sao? Nghe là không tin rồi đó. Cái gì vậy? Ơ, à, kìa ông vô kìa. Vô coi. Ủa, vô coi hả? Đâu kìa không? Mệt nha. Đâu? Vô coi ở đâu? À, coi đây. À, vô coi đây hả? Đâu? À, đúng rồi. Ok, cái map vẫn như vậy à. Để cho tiên hình tiên bắt đó cái con. Rồi, bắt. Quá chát rồi mà ta. Ê, tao biết rồi đó. Vậy. Đứa nào tắt tiên hình tiên không cho người ta phát nổ. Rồi. Rồi. Mặc rồi. Mặc rồi mà. Mệt nha. Ủa sao anh Kiều chứ bị sao gì? Đâu, cứ bấm beat lại coi. Bụp. Nữa.
ok các bạn mà ok các bạn ơi mà khẽ chơi thì tin thì gun tiếp gì đâu ai chúng ta sẽ vô tin thì gun nữa nhưng lại khác nó 999 cộng sao không tin ê ước gì tên là gun tên là ti nhăn ha oh wow gun đây là cho mạnh mã luôn đi hay lắm rồi ok ú em chạy cái một anh này cũng vậy luôn rồi vô tao sẽ phá lại vô tao sẽ em vô cái lại nhiều nó nói gì vậy đã nó nói nhập nó nói là bạn hãy mất tiêu đi bạn chết đi nữa chỉnh luôn ừ nó đâu nói đâu mấy nhờ mấy tôi kiếm trước mà giờ đâu chỉnh nữa rồi ok mình đã vô map rồi chỉnh không được à đây có ba cánh cửa nè tin vui nè giờ đâu đừng có vô dạ chào vô hey rồi coi các bạn ơi rồi chuẩn bị nè tao sẽ chạy rồi thôi tôi phải vận động tay chân chưa vận động tay chân đi rồi chơi ok coi các bạn ơi nó khá là nguy hiểm nó nổ hết cái tao cần bể bụng này nữa bơm ba chữa chưa ủa cái gì á cái gì stop nè đâu à hả? coi người chơi đi đâu coi người chơi à coi hả đâu sao hết người sao hết oh wow các bạn ơi mình đã con người chơi ủa ở đây có cái nút gì nè bấm bấm vô coi rồi hay quá rồi kỹ ta ok chết hết rồi rồi ok mình đã học sinh lại rồi nha các bạn rồi ok mình đã học sinh lên coi. Ê, chúng ta thử vô cái cửa mà vàng coi, cửa vàng chưa vô đúng không? Ừ, đúng rồi đó. Ok, vô đây, vô đây đi, vô trước đi. Đi có vàng mà chọn áp. Chọn áp. Ờ đúng rồi, mà vô chọn áp. 1 2 3. Ui bịch. Wow. Vô cổng màu gì vậy? Cổng màu vàng. Rồi, tôi chọn rồi đó. Qua các bạn mình đã vô đây rồi, mình sẽ chỉnh à. Không, tôi đọc sách. Đồ khó thôi à. Bịch. Mọi người xem tôi đọc. Thôi chưa. Rồi, tôi đã chỉnh đồ khó rồi. Vô hơ, wi. Ra đập sách. Rồi, vô cái cửa màu đỏ. Chờ. Tôi đang đập sách. Ủa sao vô không được? Cuốn sách gì đây? Thì đó. Tôi đang vô không được. Chào. Hay em đập. Ủa? Em vô cũng đâu được đâu. Ê, bị gì vậy? Thử vô là cái máu vàng coi. Rồi, tôi thử chỉnh dễ coi. Cái nào hoàng bí xanh nó chỉnh bừa không? Vô lại. Cái gì vô mỗi lần vô ẩm. Vô được rồi. Chính bừa rồi đấy. Ủa? Cái gì vậy? Ê, cái chữ nãy tôi thấy ở đây sao giờ mất tiêu rồi? Ừ. Ê, cấu không? Nè mình thấy. Qua nãy thấy không? Nãy mình thấy mấy cái cửa ở đây nè. Chính bừa. Okay, mấy cái này nè. Bây giờ mất tiêu rồi. Mệt nha. Nghỉ chân đi. Chà, map nào cũng vô chơi có đúng không? Rồi. Đúng một vàng rồi. Đúng vàng rồi luôn á. Map nào mất tiêu. Vô xe đi chơi được. Ừ. Ở bạn ơi đến đây video cũng hết rồi nha các bạn. Bye bye các bạn. Bye bye.